top 7 vitamin và dưỡng chất tốt cho mắt. Giảm thị lực có vẻ như là điều không thể tránh khỏi khi bạn già đi, nhưng với chế độ ăn uống phù hợp, bạn có thể giữ được tầm nhìn tốt lâu hơn bạn nghĩ. Sau đây là top 7 vitamin tốt cho mắt. Thứ nhất, lutein. Thứ hai, zeaxanthin. Thứ ba, vitamin C. Thứ tư, vitamin E. Thứ năm, kẽm. Thứ sáu, vitamin A. Thứ bảy, axit béo omega 3. Chúc bạn có một đôi mắt thật là sáng nhé.